Cầm xe đâu? Dạ, cầm trên hả? Trên hình muốn cừ á. Quỳnh Văn Cừ hả? Dạ. Cái xe đâu? Cái xe đâu? Gần đây cầm hiểu không? Hiểu không? Anh Hải phía rồi. Cầm máy rồi. Mở điện lên. Bây giờ đến từ vị trí như này lại. Giờ mọi xe mà lấy đâu rồi? Giao cho ca được không? Được. Xe lấy đâu? Điện thoại. Nhịp điện thoại làm gì bỏ trên mày mày biết anh Hải không? Dạ, dạ. Dương Đắc mà Dương biết anh Hải không? Xe dùm cầm đâu? Dạ, em cầm trên cầu Phú Cường. Để... Cầm nhiêu? Dạ. Cầm nhiêu? Cầm 6.5. Gì? Cầm 6.5. Cầm 6.5 không? Không biết này cầm... Cầm 6.5 không? Dạ. Nè. Xe dùm xe cầm 6.5 dùm vài chục rồi được không? Dạ được. Để ngồi mẹ không? Mẹ đâu? Mẹ như quê vậy? Gì? Nghe 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 mẹ gì quê hả? Chưa chứ giờ sao tắt mở lại Nguyễn Quang Huy sinh năm mấy? 1936. 36 máy để quầy kia anh nhiêu? 1997 hả? Em lấy mấy xe mà hôm nay lấy mấy xe rồi? Không đâu có lấy ăn trộm đâu, em lấy chiếc xe đó rồi. Lấy xe đó không? Dạ. Cầm nhiêu? Cầm xe đó là xe gì hả? Xe là xe anh Hải chú Bình đều ra nó trộm xe. Anh Hải sĩ biết không? Rồi. Biết em anh để làm im bìm anh quay xong anh đưa nó ra. Cho anh em nhờ xin. À dạ, nó chậm xe, nó chậm xe. Rồi bây giờ nó mày nè, bây giờ xe cầm nhiêu? 6.5 anh. 6.5 không? Dạ. 6.5 vừa có cây trụ không? Dạ để gọi nhà Mỹ nhà trụ. Vâng, để em chơi đá lâu chưa? Anh dạ. Biết bị đá lâu, em chơi đá lâu chưa? À. Vâng. Dạ. Nghe nói hồi đó anh chơi nhiều đó, chơi 10 đứa bỏ 9 đứa còn mình em không? Không, bỏ lâu rồi bây giờ. Sao giờ sao nó nghe nói? Vậy mà anh nghe nói là kỳ em chơi đá. Em chơi mà bữa hồi đó em chơi 10 đứa bỏ 9 đứa còn mình em. Có không? Nghe nói bỏ bớt, anh nghe người ta đồn nên bỏ bớt. Dạ, rồi. Nó bỏ 4 năm em bỏ vợ đi, vợ muốn chơi rồi. Vâng. Dạ. Em vợ mấy đứa con rồi? Hai đứa. Hai đứa con hả? Dạ. Hai đứa con không? Dạ. Không bây giờ em ráng làm ăn linh thiện đi. Ha? Dạ. Làm ăn linh thiện đi nghe. Ha? Dạ. Rồi bây giờ nó nghe này bây giờ tại vì lấy cái chủ xe gì đâu, chủ xe thì bãi nãy cho em có ghi thấy em đăng lên mạng không? Dạ có, em có nhắn tin cho chủ có đăng lên mạng rồi sao em kỳ vậy? Là xe ta mới mua mà 2 tháng trời. Em có nhắn tin cho chủ rồi, chủ không kêu nói nó nên sao? Bữa em lấy xe về. Vâng. Dạ. Hay bữa lấy xe về phải không? Rồi bây giờ nói chung là xe bây giờ nói chung ta mới mua, ta mua trả góp nữa, hiểu không? Dạ. Xe cậu cho góp cậu nghiệp ta, hiểu không? Còn công nhân nữa mình ở xe có đất chút chứ sao kỳ. Dạ. Xe em làm gì bây giờ báo công an rồi, bữa là không có báo công an, bữa lên là không báo công an mà anh nói là trong vòng ngày nay mà không đem xe lại trả là anh bắt là đem được công an nó thẳng với em luôn. Dạ. Phải báo công an là phải đem vô chứ không, chứ đem không đem công an vô thì nó nói anh hối lộ, phải không? Nó hối lộ phải không? Dạ. Không nhiều nói giờ nãy giờ nó em họ cái gì mới lớn được rồi. Em Nguyễn Quang Huy sinh năm mấy? 97. Em có cần án gì chưa? Chưa. Quê ở đâu? Quê Ninh Thuận. Quê Ninh Thuận không? Dạ. Quê Ninh Thuận rồi bây giờ thôi, bây giờ nói chung là sự việc nói chung anh cũng thấy em cũng thương. Em vợ mấy con rồi? Hai con. Hai con, vợ làm gì? Dạ, bỏ vợ đi. Bỏ vợ đâu chưa? 2 năm. Đi dị vợ hay là tự bỏ vợ đi? Dạ, vợ đi dị thôi. Vâng, con nhà ai nuôi? Dạ, con em nuôi giờ mới đi. Con ai nuôi? Em nuôi đứa, luôn đứa. Rồi con giờ ai em bữa đứa lại giữ. Em giữ. Em thấy không? Em thấy cận cùng anh nói rồi, trong ngày nay cũng trả xe là đến hôm anh bắt được là lãi, em có nói gì không? Hay lên mạng có nói gì không? Có, em cũng nói với nó. Anh nói là các Bình Dương này nó nhỏ lắm, các Bình Dương này mà các Bình Dương này ai mà tội phạm mà lại báo cho anh bắt hết, hiểu không? Dạ. Tội phạm ấy là anh bắt hết, hiểu không? Nói chung là bây giờ nói chung sự việc là của em là nói chung là anh thấy là giờ là phải bắt buộc phải đưa lên công an nó mua bên này cho em ha. Dạ. Ha chứ em điều tra em còn anh biết là em chơi đá lâu rồi không? Không đó vậy thôi thủ lợi hà về xếp điện chưa coi chân nhé cần nhớ rồi nó nhận được chưa em mới gửi lên vậy đó nói chung là sự việc là bây giờ anh nói em cũng ấy nữa em xong nhiều chưa? Dạ, xong thưa mà mình mấy xong hết luôn không? Không có đâu. Chưa xong gì? Không có đây mà. Ở đây mà.
Rồi nói chung là làm cái gì đẹp chưa à? Vâng. Điện đi coi. Ở bây giờ xe bây giờ là chủ này cho ta được không? Được. Xe cầm không có giấy sao cầm được hay à? Hay là bán? Không cầm. Cầm một triệu cầm đồ hay sao? Dạ cầm cho khi cho ông trên Phú Cường. Ở đâu? Phú Cường, Phú Mộ, Bình Dương hả? Dạ. Nói chung là cũng cũng bây giờ thôi, bây giờ nói chung là em vẫn chơi ma túy, em chơi ma túy mà vậy không? Dạ. Em chơi ma túy mà có ra gì không hay sao? Dạ. Hiện nay em làm gì? Dạ. Đâu có làm gì không? Dạ. Đâu có làm, anh biết đâu làm đâu. Nhưng mà anh phiên em vẫn đi chơi ma túy, chơi ma túy mới gì nè. Chơi ma túy mới lấy xe tài, nếu mà chơi ma túy rồi lấy xe tài cầm đi. Phương. Dạ. Phương. Đừng lấy mà, đừng chơi ma túy là đâu gì bình thường. Phương. Thôi bây giờ em hứa mày mốt em không chơi ma túy đi, hứa đi. Anh nói đó, anh nói là hai chị. Em không có chơi ma túy nữa. Hứa không? Dạ, lần này em bỏ. Lần này bỏ được không? Dạ. Bỏ bớt không? Hay sao? Bỏ cái gì quê mở. Hay không, anh sợ mấy đứa với em, dạ. Em hứa không à. Mà bỏ bớt, nhưng mà hồi đó anh chơi 10 đứa, giờ bỏ 9 đứa còn mình em. Bỏ 4 năm rồi, em mới chơi lại đi rồi. Ừ. Anh sợ gì á? Thôi bây giờ xe giờ nằm trên đầu nào? Dạ, trên đường... Bây giờ còn giấy cầm không? Cụ. Giấy cầm. Cầm đó đâu có... Sao lấy Phú Cường thuốc 1 cho nó quỳnh trên cụ rồi? Quỳnh trên cụ thì ta không? Xe cầm lấy chi? Thấy không? Xe cầm lấy chi? Anh chị ơi. Không sao, phải bây sao để anh ấy làm im điềm chút lại nó chậm xe. Này chậm xe chứ không phải là ấy. Không, anh chị có gì thì vào phòng đóng cửa xong đem thôi. À, rồi, để nhìn nhỏ, rồi. Rồi, Hai cái máy em này. Bây giờ con là đang ở với ai? Đứa ở với mẹ, đứa ở với em. Trời đất ơi. Nhưng mà sao mình có con rồi sao mình không tu trí làm ăn mà mình tại được, đúng làm đổ nợ quá, ở nhà trọ nhà em ta dí quá. Mình chơi cái gì mà nợ? Dạ. Mình chơi cái gì mà nợ? Được hay chồng em làm rồi cho tao mượn tiền cho chốt này kia. Xong vợ bỏ đi. Vợ bỏ hả? Vợ bỏ là do mình hay là do vợ? Em. Gì? Đây, nói với người ta đi như thế nào đi này. Phải là sự việc là anh thấy là bây giờ nói cho em biết là bây giờ xe giờ em phải kêu bị hại đừng lại em đang nghĩ đó rồi anh Hải cho em xin đừng phải dẫn em người công an có được không vậy thầy thì nói đi coi nói là cái chú nói điện công an một phút còn điện thì đứng để bây giờ nè lấy chung là con nữa con không được hết. Ý là thì cứ thành thật nói với bạn đi nè mình dạ. Bây giờ mình... nè nói thẳng rồi nè dạ. Anh nói thẳng như là bữa hổm anh nói rồi cho đất Bình Dương này ai mà trộm cắp mà báo hiệp sĩ Minh Hải là anh sẽ bắt hết bữa là... mà bữa đó anh nói rồi trong ngày đó em phải đem xe lại cả em thấy rồi dạ. Mà đến hồi anh bắt rồi là bắt buộc phải đem cho công an nói thẳng luôn hiểu dạ. Nhưng mà anh nghe nói là em chơi ma túy nói thẳng luôn dạ. Anh xác minh hết rồi xong rồi dạ. Biết em chơi ma túy không chơi, nhưng mà chơi. Anh biết là em bỏ bớt rồi anh biết hồi đó anh chơi 10 đứa giờ bỏ 9 đứa còn mình em anh biết phải không gì không dạ. Đó nói thẳng với em vậy thôi đó giờ thôi ráng đừng chơi ma túy nữa hay không chơi ma túy nữa là nói chung là chơi ma túy là hư người là mình lấy xe ta mình đi cầm biết là cũng mệt lắm thiệt. Em làm dính pháp luật là mệt lắm thiệt dạ. Hiểu không em từ Bình Thuận vô đây lâu chưa Bình Thuận hay Ninh Thuận mấy hai mươi mấy năm rồi hai mấy năm ở có nhà đây chưa à, có nhà mà em ở với Tân Vĩnh Hiệp ở đâu ở với Tân Vĩnh Hiệp anh Tân Vĩnh Hiệp em hay gì dạ tại Tân Vĩnh Hiệp không Tân Vĩnh Hiệp bên hông xã Tân Vĩnh Hiệp rồi bên hông xã Tân Vĩnh Hiệp rồi ở đó đó trên xe bên hông là xếp bên công an rồi dạ được không thì ra nói rồi hôm anh đăng rồi nói rồi anh nói đem xe là trả cho ta đi em cũng thấy rồi biết anh thấy rồi nhưng mà em không trả anh nói rồi trong ngày là chủ em kêu đó cho em à, chủ thì đâu nói đâu chủ nó là ổng nó có báo rồi nó kêu là ổng cho nó cho em ngày mà em ấy không ra vâng dạ em bữa nay sao không ra chứ tùy ông chơi ma túy rồi sao không ra tháo chưa ạ tháo lại đi ông kệ đến đâu rồi tháo lại đây đến đâu rồi sắp tới chứ chưa được rồi nói chung bây giờ em đã nảy bị hại không chứ giờ anh không biết giờ anh đây là anh nói vừa anh gọi là giúp giùm giúp ai cũng giúp miễn phí á ai nhờ cũng tìm đây là tự bổ sang đi tìm hiệp sĩ em thì bị gì á em bị ai lừa vậy anh cũng giúp em luôn hiểu không yeah. Ai mà lừa em cũng giúp hết được
Nói chung là ai mà lừa em là anh giúp hết, nhưng mà cái gì cái anh nói rồi không nói cho mẹ rồi. Anh nói nếu mà cái gì cái ở Bình Dương, đáp Bình Dương này là anh nói thẳng như mà ở đáp Bình Dương này là cái gì là mình phải anh Hải đã đăng rồi, anh Hải là phải chơi còn được chứ chơi cũng được, anh nói cho xuông, đúng không? Em phải hiểu cho anh. Đó giờ em gặp nó em đang nghỉ đi, nhưng mà bắt buộc lên công an là phải dắt em lên công an, nó bày nại cho em chứ, người ta làm đơn công an lại xác minh luôn mà, công an lại xác minh rồi đi đi lại coi xác minh luôn cho em biết luôn, dắt em lên công an nha. Cái gì? Tính là cho hai đứa nói chuyện đi, cho thằng em này nói chuyện với lại thằng mất xe đi. Ừ, phải cho, phải cho. Coi tính là coi em thành khẩn như thế nào, em nói với người ta ra sao. Dạ, dạ. Ừ. Phải từ ấy không? Cũng mưa nữa hả? Sắp mưa. Ờ bây giờ nó nói người nè, bây giờ em hát buồn cụ quả được không? Được. Phải không? Dạ em đi nhà, em đang nghỉ mấy em mưa. Phải không? À, là đang nghỉ mấy em phải không? Dạ. Nhưng mà muốn em hứa là em không có chơi ma túy nữa nha. Em không chơi nữa. Em chơi ma túy mới vậy gì nè, chơi ma túy vậy gì heo. Tại như bằng này em về quê em ở quê anh. Sao? Em về quê em ở. Cái gì quê phải không? Dạ dạ. Nhà đây mua cho hay ở mướn hay ở mà ấy? Mướn mướn nè. Mướn hả? Dạ. Nghe nói em mua cái nhà trọ đó em, ở đây mười mấy năm mà trả góp rồi chưa ra sổ em không? Cái nhà trọ đó có gì không? Thế chứ mốt rồi họ nói chưa em đi mà thấy em mới vậy. Hay không chờ mà thấy mới đi lấy xe tài gì. Nếu mà đừng chờ đi cho mà thấy đâu lấy gì được không? Có gì không? Dạ. Chờ mà thấy cái não nó hư rồi. Giờ mình hứa sao đi? Mày hứa cho mốt rồi họ không chờ nữa đi. Mốt không có chờ nữa. Không chơi gì? Không chơi với tí nữa. Ờ. Mình chơi với bạn mà bạn nó tốt với mình mà đúng không? Ừ, mà mình lấy xe của bạn là mình thấy kỳ không? Ừ. Anh biết là ba thằng là chơi thân với nhau lâu lắm rồi đúng không? Và sau thời gian mới đây là mới gặp lại em thôi đúng không? Dạ, làm mới đây 2 tháng. Nhưng mấy bữa trước em đi chơi bình thường à. Nhưng mà em đâu có xe đâu. Thằng bạn em cho quá giang đúng không? Bình thường em chở nó đi. Nhưng mà dạo này xe em không có đi, em đi ché nó. Ừ. Bình thường tháng trước là xe em chạy tới Long Thành nó ra em với nó đi làm chung. Anh thấy bạn của em là đang còn đối xử tốt với em luôn đó. Dạ thì nó tốt mà. Nó có chờ mặt cái dung em không? Không, nó không có chơi, nó không biết chơi. Không, dạ. Biết chơi hả? Biết chơi mà em làm gì cậu em ta mới mua xe ai đấy mới tin à. Xe ông trời, ta mua mấy chục triệu, không mấy triệu quên à. Ba mấy triệu ấy. Ba mấy triệu phải không? Dạ. Sao mày biết ba mấy triệu cầm bà 6 triệu mấy, 6 rưỡi. Sao cầm rẻ hả? Dạ. Sao cầm bèo vậy ta? Có tờ quẹt đâu. Không giấy tờ đúng không? Dạ. À, không có tờ quẹt. Ừ. Gì? Nói chung là anh nói em chơi gì em chết thì cái này thuốc gì hay gì thuốc anh không dạ. Có hàng ở đây không có đồ có đồ chơi gì không thằng kia nó chơi gì chơi gì chứ nó có làm gì đâu không dạ. Gì cho mua hàng chơi hết đi được không không sợ đâu có đâu không vậy chi gì cho nó hơn người được. Chơi chị hơn người vậy chị vậy chị chị gối chứ chăn tôi có hẹn đeo không có hẹn đều không anh chưa có cái hàng hay gì dạ à đi nha alo rồi để đến đến ra rồi có cái chuyện lớn rồi trong nó nọ trong ngồi đây xuống anh nói chuyện ngồi xuống này được ngồi bên giường đi bên giường bắn hai cái đều ấy lại cài gửi lại cho tao ồn không à bây giờ nè bây giờ nó cầm xe 6 rưỡi
bây giờ vừa hỏi mà mấy em lỡ báo công an rồi, mấy em phải điện công an phường Khánh Bình có gì để đi hưu xe lại, hưu xe về. Phường Quy Hưng. Quy Hưng ở. Dạ. Ở lại điện công phường Quy Hưng bấm đồng chí nào cần gì. Đặc tí bữa đó em không có nhớ tên nhưng mà ở cái trận trực 24/24. Vâng. Dạ. Bây giờ bữa hổm em nói sao mấy con hàn không? Bữa nay chắc bữa nó gọi nó là về trước lễ thì em sẽ hai nó để bắt thì chắc em sẽ không hai nữa đâu. Vâng. Bữa hổm nó biết luôn mà biết mình quay luôn mà. Dạ. Nó biết quay sao nó nhắn tin nó cho xin em cho 3 ngày. Ừ. Lúc trước nó nói em là cho 3 ngày nó về. Vâng. Mà nó một tuần lễ em không liên lạc được nó. Tin nhắn em còn đây là bữa là nói là sáng là đem xe về trả cho anh Tâm. Mày nói nhiều quá đây. Còn đây em nói đâu đó đàng hoàng. Tao xin lỗi mày nghe bạn, tại mày đối xử vậy anh em không à. Thằng nào cũng tin tưởng. Em khổ mà em mượn tiền nhắn chuyển tiền cho nó lấy xe về cho nó. Tin nhắn em anh chị em coi nè. Có chuyển tiền đâu? Em chuyển tiền chuyển mà bạn. Chuyển tiền cuối cùng bây giờ không đem xe về. Rồi tin nhắn của chữ mày nói nhiều quá, đã xin tha. Lúc mày cần tao mày nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn bây giờ mày đối xử với anh em vậy á. Nó mất ăn mất ngủ mấy ngày nay nó giấu ba mẹ nó luôn. Giờ lên clip về ba mẹ em biết giờ chữ nó giờ nó đòi đi về quê nãy á. Nó khổ chưa? Giờ không cho nó làm ở đây nữa. Chờ mình nhờ rồi chơi cái nào chơi tốt cái nào mà. Thấy đồng chí Hải hứa nó được làm được không? Dạ đúng rồi. Anh Hải làm đây là miễn phí, giúp cho em làm miễn phí giờ giùm nói là anh Hải đòi tiền chứ nha. Dạ không có. Ở đây là làm nhiều cái tâm ha. Dạ. Rồi vậy thôi. Nói giùm biết gì. Đã nó bị chờ hờ để đấy. Mẹ, mày đứng lên ngay đi coi. Đứng lên ngay rồi. Đó. Bây giờ mốt là không có đi chợ lấy xe cả đứng nha. Xe cả mới 1-2 tháng không? Dạ. Xe bao nhiêu? 38.500. 38.500 phải không? Dạ. Nhà mốt không có ấy nha. Dạ, rồi. Tu trí đi, mình tu trí đi. Bạn chơi với mình tốt. Nó chưa? Ngày cho nó nói là chơi ma túy lâu rồi nó bỏ bớt rồi. Em cũng biết là tại chơi bạn làm chi nhậu không? Nó chơi đá. Dạ. Đá cộng đây không? Đi chút là mấy giờ? Chút rồi. Hiểu không? Ta chơi cốt, bạn chơi cốt vậy nên bạn bè nó là bút cảnh giác nè, không có cho bạn bè mượn xe là mất bạn luôn ha. Rồi có gì không? Vũ gì? Vũ như lấy anh nhỏ gái em mà nó đi. Rồi đang tìm đang làm công việc, đang tìm rồi nên bây giờ bị sao đi, giờ ý làm sao đi, dễ làm sao? Em lại cái điện Quy Hưng đi. Em không có số. Hay điện cho Quy Hưng. Cái số không xin số. Bữa nay em có xin. Cái gì? Bữa nay em có xin số đó. Sao người không siêu sinh nè? Mày vô mạng mấy bây sao người khôn chưa? Lên công an quyền phường Quy Hưng. Ghi vô cái Google nè. Đưa nhà thằng Hải làm vô đi. Đó, hai thằng nói chuyện với nhau đi. Thằng cho một xe với thằng ấy đi, nói chuyện đi. Nè em ra ngoài cái chuyện. Thằng xin lần này thằng để tôi gọi nhà đó. Không có năng nỉ gì nữa, mình hứa bạn giờ mình bạn đã nói nhiều lần rồi. Tôi nói thẳng với bạn, tôi nói là bạn cầm xe hay là bán xe đâu gửi cho tôi tự đi chuột. Bạn muốn đi đâu bạn đi. Cho thằng bạn em cơ hội được không? Cho tôi cơ hội tâm được một con nhỏ nữa. Mày biết thầy ơi, bạn biết như vậy mà tôi nói thẳng với bạn mà. Không tiền tụi tao nói vậy mày. Tôi nói thẳng với bạn là tôi sẽ kiếm tiền, tôi đi chuột xe tôi về. Thôi đừng nói nữa, điện thoại lại. Chuyện nhỏ. Nè, thôi thằng em này nó bây giờ nó cũng biết sai rồi, cho nó cơ hội đi. Tôi cho bạn cơ hội. Giờ bạn có lấy xe tôi về. Tôi nhà tôi cho lấy xe bạn về. Thôi. Máy thích tiền giờ tôi nghe công an nó đưa tôi đi con tôi rồi này kia. Sao mình em trai sao mình biết cái ngày hôm nay sao mình không nghĩ tới em. Không có. Nó hồi nãy đầu nó giật tiền đâu chủ. Tìm nó cầm 6 rưỡi rồi. Để công an lại lấy mũ ghê đó bây giờ. Em mà biết trước cái ngày hôm nay thì lần trước mình đừng có làm. Công an lại thu. Bây giờ các anh sẽ xin phép em là đăng cái đoạn video clip này lên. Nha. Em đồng ý không? Rồi cho em đừng lấy rồi. Anh nói nè, coi nè Hải nè. Nè anh nói mình nè. Coi em nè, biết sao ý anh nói nè. Cho em biết là cái này là biết sao, coi em còn được nhiều người nào nữa không? Còn vẫn xin người nào cầm nữa không? Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ đăng cái hình ảnh này của em đây khắp các trang mạng xã hội, em đồng ý không? Có ai còn cầm nữa? Em đồng ý không? Được. Đồng ý đúng không? Coi có ai còn cầm, em còn lấy xe của ai cầm đúng không?
con nữa con thiếu tiền của người ta đem gì trả đàng hoàng giải quyết xong đi rồi tao nói tâm tha cho tiền mới là tao xin người ta rồi tháng sau tao lãnh bảo hiểm tao được thôi bây giờ nè thôi dừng vô trong ấy bãi nại cho nó lỡ ừ. Lỡ bộ, đúng rồi vô trong công an bãi nại đi sao phải mình báo rồi mà không ấy rồi mới công công an ấy bãi nại vô đó bãi nại rồi vô hãy vô đó bãi nại chứ dùm bây giờ mà ấy ra là công an nó nấy mày mất bãi nại bây giờ là lấy xe cho tâm liền không hay là bây giờ sao lấy gọi người nhà tôi mới gọi má rồi vô vô mấy là điện ông má vô mấy là điện má vô công an điện má rồi đúng rồi thì em cũng cảm ơn đội bên đội sĩ Thanh Hải đã giúp đỡ tụi em qua cái lúc như này thì bây giờ thằng bạn nói vậy thì đưa về chỗ công an phường Nguyên Hưng để có thẩm quyền quyết định đúng rồi cái này là em cũng xin chia sẻ tất cả các bà con cô bác từ xa thì ở đây coi như lấy tụi em làm một bài học và cũng kinh xin kính chúc bên đội Thanh Hải hiệp sĩ Thanh Hải có nhiều sức khỏe để còn giúp đỡ nhiều người khó khăn gặp khó khăn giống như tụi em. Cảm ơn. Rồi ok em trai. Thôi thôi mình đi đưa em đi thôi. Tâm gì? Tâm đừng cho xin đừng vô mang tâm. Đi quay tuổi là quay quay. Ấy là bây giờ vô công an là để để mà nại nó thì nó tha ra. Tại vì trước khi thằng em này nó có báo công an rồi ơi. Báo công an rồi phải chịu rồi thằng. Bây giờ quá. Điện đi. Đi. Điện đi. Điện đi công an lại chứ đâu có ấy được. Điện công an. Vì cái nhưng mà tao không ứng được tiền nào. Thôi đó tiền mẹ. Bây giờ em thấy tụi anh nói được làm được lấy làm lẹ không? Dạ đúng có. Không? Dạ, anh nói được làm được. Đắc Bình Dương này mấy em mà bị cái gì cứ điện cho hiệp sĩ Vinh Hải. Dạ. Nói được làm được chứ không mà nói mà cho vui, nhiều người họ nói là anh câu like thì. Ủa hai thằng này yêu nhau cái gì á mà vuốt tóc ghê vậy? Bạn thấy tội không? Được. Thôi kệ kệ nó không yêu nhau mà kệ cho nó hương nhau đi. Rồi. Cho hương nhau. Đó mình nói bạn bạn không đem gì mình nó hàng bạn kia nó vẫn nhắn tin với bạn rồi bạn cứ nhắn coi mà thì được phép không phải là không hay không hai chút cái này là bạn cố ý chứ không phải là bạn không muốn trả. Cái này là chơi với bạn hết lòng bạn biết mình quay mà nó không mà nhắn tin với em cho xin 3 ngày rồi đã đầy em nói là 1-2 ngày đã nói cho nó rồi nói là 1-2 ngày mình đem về thì miễn còn giấy tờ gì đó đem về thì đây bỏ qua cho mà đã đầy nó không đem về tới giờ tới bữa nay anh nghĩ tới bữa nay nó còn lừa nó mà sao mà bỏ qua được để coi vô đó coi mày như thế nào. Dạ anh ơi hôm bữa ở chỗ mà Nguyễn Hoàng Anh á Nguyễn Văn Hoàng Anh á có báo ở chỗ mà chậm xe ở trên công ty Quy công ty Công He á xe Phú Trời chiếc Phú Trời FI đó anh. Nay đội tưởng và hiệp sĩ bên Thanh Hải đang giữ đối tượng ở đây đang ở chỗ Khánh Bình, anh có thể xuống hỗ trợ nhà nghỉ gì nhà nghỉ đêm gì ạ nhà nghỉ Khánh Bình 74 cái chậm xe mới báo vừa bữa 31 á. Dạ đúng rồi ở bữa đó mình chụp nợ chỗ Công He đó với chỉ cho nó triệu nữa dạ với chuyển cho triệu đó bữa đó có báo rồi đó cái hồ sơ mình kêu là để đang duyệt đó. Hôm nay thì đội bên đội hiệp sĩ Thanh Hải á, chị nãy tìm được bạn ấy đang ở đang giam giữ bạn ở chỗ Khánh Bình. Đừng giữ mày, giữ mày bạn. Dạ không, ở nhà nghỉ Khánh Bình 74. Dạ. 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 Dạ rồi em cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ bên chỗ công an Nguyên Hưng nói là bây giờ đi phận này của bên Khánh Bình liên hệ cho công an Khánh Bình giữ đối tượng này lại. Để xong chạy xuống này nè. Bên kia ta chuyển tới. Dạ nha mày. Dạ. Dạ nha. Dạ. Cho một con mặt kỹ á. Cho nó quay. Quay nói lớn ra ngay. Của em. Cái này gì? Đó cái nồi. Làm gì? Để làm gì? Hả? Chơi ma tí. Ngước cái mặt lên này. Còn hàng không? Dạ không. Mà chơi rồi. Chơi ấy thôi. Gì vậy? Ý quỳ hả? Đã rồi. Còn cắt đâu nữa không? Không cắt thì tối này chơi ra lấy gì chơi? Hả? Đúng chơi sao? Sao nói chuyện?
Dùng cách đây bao lâu rồi? Cách đây 3 ngày đấy. Tôi xếp nữ nữa. Còn đâu nữa không? Kiểm nó luôn đi. Kiểm đi. Mượn xe khanh đi cầm nó, nói nó điện thoại nó công an bắt. Cái nó kêu người ta chuyển cho 1 triệu đi đóng phẹt. Hết hèm luôn, sợ luôn. Nhưng mà nó bỏ bớt rồi. Hồi đó nó chơi 10 đứa, nó bỏ 9 đứa của mình đó. Móc đứng về móc túi ra ra. Bỏ quẹt ra luôn.